Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính: để người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, huyện Tam Dương tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp tục leo thang, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi các bên xung đột nỗ lực giảm căng thẳng hiện nay trong khu vực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết giải quyết tình hình bạo lực tại các khu vực tôn giáo đóng vai trò then chốt và cần cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép để các bên liên quan giảm căng thẳng tại đây. Sau đây là nội dung chi tiết. Thời gian qua, việc triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã được các cấp các ngành, chính quyền các địa phương và nhân dân trong tỉnh hưởng ứng thực hiện. Từ đó, góp phần tích cực thay đổi thói quen của người tiêu dùng trong việc ưu tiên sử dụng hàng Việt, tạo điều kiện cho các nhà sản xuất trong nước mở rộng quy mô, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước khi thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trên địa bàn tỉnh chỉ có khoảng 20% người tiêu dùng quan tâm đến hàng Việt. Đến nay con số này đã lên tới trên 80%. Hàng hóa Việt có mặt ở hầu hết các siêu thị, các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở những siêu thị lớn như Co.op, Big C. Hàng hóa nội chiếm trên 90% tổng số các mặt hàng có mặt tại siêu thị. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng hàng Việt của người tiêu dùng hiện nay đã thực sự thay đổi. Có thể khẳng định rằng, cho đến nay thói quen sử dụng hàng Việt của đông đảo người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đã có sự thay đổi rõ rệt. Nhu cầu mua sắm các mặt hàng trong nước của người dân ngày càng tăng. Sau lời tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm nội địa trên thị trường, thì các nhà sản xuất, các doanh nghiệp trong nước cần phải chú trọng việc cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm và đưa ra các mức giá hợp lý. Có như vậy, hàng Việt mới thực sự là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Mới đây, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh phối hợp với Công ty Xây dựng Yên Lạc, huyện Yên Lạc và chính quyền thị xã Phúc Yên đã khởi công xây nhà tình thương cho gia đình em Nguyễn Thị Hải, thôn Thanh Lộc, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên. Em Nguyễn Thị Hải hiện là học sinh trường tiểu học Ngọc Thanh B. Em không có bố, mẹ mất năm 2009 do biến chứng bệnh sởi. Hiện nay Hải đang sống với bà ngoại, 77 tuổi, bị mù lòa, cùng hai người bác và một người anh họ 4 tuổi. Hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, nhiều năm liền thuộc diện hộ nghèo của xã. Cuộc sống chỉ trông vào một sào ruộng và hơn 400.000 đồng một tháng tiền trợ cấp của bà ngoại. Với tinh thần tương thân tương ái, Công ty Xây dựng Yên Lạc đã hỗ trợ khoản tiền 100 triệu đồng cho gia đình em xây dựng căn nhà với diện tích 50m². Đây là món quà mang tính nhân văn sâu sắc nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có được mái ấm sung túc, ổn định, tiếp thêm nghị lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm giảm số vụ tai nạn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông công an huyện Tam Dương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đã được những kết quả tích cực. Với việc tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, duy trì các tổ tuần tra thường xuyên liên tục tại các tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông và trên các tuyến đường chính của huyện, đội cảnh sát giao thông công an huyện Tam Dương đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức gần 800 ca tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ. Qua đó, phát hiện và lập biên bản gần 2.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ trên 1.000 xe mô tô, 19 xe ô tô và gần 1.200 bộ giấy tờ xe các loại, nộp vào kho bạc nhà nước gần 2,5 tỷ đồng. Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, lãnh đạo công an huyện chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm với các lỗi vi phạm là nguyên chính dẫn đến tai nạn giao thông. Thì một ngày thì chúng tôi tổ chức khoảng 4 đến 5 ca tuần tra để khép kín địa bàn, hay là tăng cường công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ và kết hợp phối hợp với cả các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú để đến được với mọi người dân, để mọi người khi tham gia giao thông hiểu và chấp hành luật giao thông. Với những biện pháp xử lý tích cực của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Tam Dương, cùng với sự chuyển biến trong nhận thức của người dân, tin tưởng rằng tình hình trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm được duy trì, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thiết thực hưởng ứng tháng an toàn phòng cháy chữa cháy tháng 10 năm 2015, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3 đã tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Tường. Qua kiểm tra, các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã xuất trình hồ sơ quản lý trong công tác phòng cháy chữa cháy, thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và xây dựng phương án chữa cháy, đã niêm yết nội quy, tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy theo quy định, trang bị các bình bột, bình khí chữa cháy, chăn, bể cát, bể nước. Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục, trường học còn một số tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Ghi nhận tại trường tiểu học Bình Dương 1 và trường tiểu học Bình Dương 2, một số bình bột chữa cháy hết khí đẩy, thiếu loa phun nên không sử dụng được. Nội quy tiêu lệnh đều đã mờ, hệ thống điện không đảm bảo an toàn phòng cháy cháy. Để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy trong quá trình hoạt động, đoàn kiểm tra đã kiến nghị các cơ sở giáo dục, trường học thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy cháy để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên về công tác phòng cháy cháy, qua đó kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ có thể xảy ra. Chuyển sang phần tin quốc tế. Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp tục leo thang, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi các bên xung đột nỗ lực giảm căng thẳng hiện nay trong khu vực. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu đang ở thăm Đức, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh Israel có trách nhiệm bảo vệ công dân với những biện pháp phù hợp, song nhận định chính sách xây nhà định cư của Israel là phản tác dụng đối với tiến trình hòa bình Trung Đông. Bà Merkel khẳng định an ninh và sự tồn tại của Israel là một phần lợi ích quốc gia của Đức. Theo nhà lãnh đạo Đức, lối thoát khả dĩ nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Israel và Palestine là một giải pháp hai nhà nước. Bà khẳng định Đức cũng như Liên minh châu Âu EU luôn bác bỏ mọi hành động đơn phương, song sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ cho các cuộc đàm phán giữa hai bên nhằm tiến tới mục tiêu này. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình căng thẳng hiện nay tại Trung Đông. Ông nhận định giải quyết tình hình bạo lực tại các khu vực tôn giáo đóng vai trò then chốt và cần cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép để các bên liên quan giảm căng thẳng tại đây. Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng công bố tài liệu về vấn đề bảo vệ quốc tế do các chuyên gia pháp luật của ông soạn thảo sau khi Palestine yêu cầu triển khai lực lượng giám sát tại Đông Jerusalem. Theo ông, tài liệu này không được coi là một phương án giải quyết xung đột Israel và Palestine hiện nay, song sẽ hữu ích cho các quyết định trong tương lai. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đang tiến hành chuyến thăm khu vực trong bối cảnh làn sóng bạo lực giữa người Palestine và người Israel ở Đông Jerusalem, khu bờ Tây và giải Gaza từ ngày 3 tháng 10 đến nay đã khiến 10 người Israel và hơn 40 người Palestine thiệt mạng, hơn 2.000 người bị thương, trong đó đa số là người Palestine. Ủy ban bầu cử tối cao Ai Cập công bố kết quả bầu cử quốc hội giai đoạn 1. Theo đó, Liên minh vì tình yêu Ai Cập FLE đã chiến thắng vang dội khi giành trọn vẹn 60 ghế phân bổ cho các đảng tranh cử. Trong khi đó, kết quả bất ngờ đối với các ứng cử viên độc lập khi chỉ có 4 người giành đủ số phiếu theo quy định để trúng cử và các ứng viên tranh cử số ghế còn lại sẽ tiếp tục phải đấu loại vòng 2. Với kết quả được công bố nói trên, chỉ có 4 ứng cử viên độc lập giành được ghế trong giai đoạn 1. Các ứng viên tranh cử 222 ghế còn lại không có người nào giành đủ 50% số phiếu và sẽ tiếp tục phải đấu vòng 2 loại trực tiếp, dự kiến được tổ chức vào ngày 27-28 tháng 10. Giới chức Iran cho biết, Nga đã cam kết cung cấp gói tín dụng trị giá 5 tỷ đô la Mỹ cho các dự án chung với Tehran. Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đang thăm và làm việc tại Tehran, Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ Thông tin Iran Mahmoud Vezi nhấn mạnh, gói tín dụng nói trên sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ kinh tế giữa Nga và Iran. Trong chuyến thăm Tehran, ông Novak dự kiến sẽ có một loạt cuộc họp quan trọng với các quan chức hàng đầu của Iran, trong đó có Phó Tổng thống thứ nhất Zaha Rizi và Bộ trưởng Bộ Giao thông và Phát triển Đô thị Abbas Akhoudi. Tại cuộc gặp với giới chức, Bộ trưởng Novak đã thông báo Moscow có thể cung cấp khoản tín dụng 5 tỷ đô la cho các dự án chung giữa hai nước. Hiện Nga đang xem xét đề nghị của Iran về gói khoản tín dụng nói trên cho các dự án xây dựng hạ tầng, giao thông vận tải, thăm dò địa chất và các dự án hạ tầng khác có sự tham gia của các công ty Nga. Chuyến thăm Iran của quan chức đứng đầu ngành năng lượng Nga là nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng, cũng như tình hình giá dầu trên thị trường thế giới và vấn đề hợp tác giữa các nhà sản xuất trong và ngoài nước. Ngoại trưởng Qatar ông Khalid Al-Attiyah cho biết nước này có thể can thiệp quân sự vào Syria, song khẳng định họ vẫn ưu tiên một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng. Được hỏi liệu Qatar có ủng hộ lập trường của Ả Rập Xê Út là không loại trừ phương án quân sự tại Syria sau khi Nga can thiệp để giúp Tổng thống Bashar al-Assad, ông Atiza nêu rõ. Bất cứ điều gì giúp bảo vệ người dân và đất nước Syria khỏi bị chia cắt thì chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để thực hiện cùng với những người anh em Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu một cuộc can thiệp quân sự sẽ giúp bảo vệ nhân dân Syria trước sự tàn bạo của chính quyền, chúng tôi sẽ tiến hành. Phản ứng về bình luận trên, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Fasa Medas tuyên bố nếu Qatar thực hiện lời đe dọa can thiệp quân sự vào Syria, Damas sẽ coi đây là hành động xâm lược trực tiếp và sẽ giáng trả cực kỳ mạnh mẽ.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.